chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cập nhật các thông tin thời sự. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 9, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại huyện Đại Lộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự lễ chào cờ cột mốc chủ quyền tại mốc đại 717 xã La Dê, cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Động lực mới để phát triển ở xã An Toàn Khu, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn. Thưa quý vị, cách đây 77 năm, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, dự quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 77 năm qua, đất nước Việt Nam đang không ngừng nỗ lực vươn lên mạnh mẽ. Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn. Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên rất nhiều. Việt Nam được bạn bè thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự ổn định xã hội, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao nhân nghĩa trong thế kỷ 21. Những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mỗi người Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng đất mẹ hoặc ở xa tổ quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 1945 lịch sử. Đây chính là dịp để bất cứ người dân Việt Nam nào cũng hướng về tổ quốc, cùng nhau tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh bất khuất, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây cũng là dịp để các thế hệ sau cùng nhau nhìn lại chặng đường gian khổ và hào hùng của dân tộc, trao dồi lòng yêu nước, cống hiến cho dân tộc. Thưa quý vị, sáng nay, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 2022. Tham dự lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại không khí hào hùng của những ngày tháng 9 lịch sử cách đây 77 năm, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, xây dựng đất nước hôm nay. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động khi về dự buổi gặp mặt lần này, được gặp ôn lại nhiều kỷ niệm với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ, trong thời điểm cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 77 năm Tết độc lập. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự hy sinh to lớn của các thế hệ người con quê hương Đại Lộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời khẳng định Đại Lộc không chỉ là mảnh đất anh hùng trong kháng chiến, mà còn là mảnh đất sản sinh ra những người con ưu tú, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lãnh đạo huyện Đại Lộc đã đi sát phong trào, sát dân, sát cơ sở, công tác xây dựng đảng ở cơ sở rất được quan tâm, qua đó giúp Đại Lộc đạt được nhiều kết quả to lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, tình hình quốc phòng an ninh an toàn của người dân được đảm bảo. Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, ngày càng được xây dựng khang trang hơn. Lãnh đạo huyện Đại Lộc còn rất chú trọng đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện, thể hiện sâu sắc đạo lý tốt đẹp, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc. Hôm nay chúng ta đang kỷ niệm 77 năm trong tháng 8. Lenin đã nói là giữ cướp chính quyền đó là khó, mà giữ chính quyền còn khó hơn. Thì chúng ta muốn giữ được thì chúng ta phải có hệ thống cơ sở vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh, người dân có niềm tin. Thì các đồng chí đã làm tốt một bước
tình hình ở cơ sở của chúng ta. Cái bệnh quan liêu xa dân đã được chấn chỉnh thường xuyên trong ủy ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, quyền lợi lộc. Chính vì vậy mà quốc phòng an ninh trật tự được đảm bảo, an ninh an toàn cho người dân là một yêu cầu quan trọng đã được lãnh đạo tỉnh và huyện của tỉnh Quảng Nam quan tâm, và các mặt công tác khác mà các đồng chí đã tổ chức thực hiện trong thời gian qua, nhất là 6 tháng đầu năm 2022. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc đã có nhiều cách làm hiệu quả, gần dân, sát dân trong thời gian qua. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng lãnh đạo huyện Đại Lộc không được tự thỏa mãn vì thu ngân sách trên địa bàn huyện Đại Lộc so với yêu cầu thực tiễn còn thấp. Cơ sở vật chất, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cơ sở hạ tầng tại huyện Đại Lộc, mặc dù đã được cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, lãnh đạo huyện Đại Lộc cần huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển, tiếp tục quan điểm lấy dân làm gốc, chăm lo ngày càng tốt hơn nữa cả về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy và huyện ủy Đại Lộc qua các thời kỳ. Trước đó, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đại Lộc. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường. Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mười ở thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, có chồng và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mười, đồng thời mong muốn thân nhân gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui, sống khỏe, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần cho gia đình dòng tộc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thưa quý vị, kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2022 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 1945, ngày 2 tháng 9 2022. Đúng 7 giờ sáng nay, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tham dự lễ chào cờ cột mốc chủ quyền tại mốc đại 717, xã La Dê, cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Chỉnh đốn quân phục xong. Trong không khí trang nghiêm tại mốc đại 717, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ và hát quốc ca, cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành, quá trình bảo vệ và giữ gìn các mốc biên giới quốc gia dọc đường biên giới hai nước Việt Nam và Lào. Phát biểu tại lễ chào cờ, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, bày tỏ niềm tự hào và vinh dự được tham dự lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền 717. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nam Giang cần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tập trung quan tâm phát triển địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới của tỉnh, tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt với Đảng, chính quyền, nhân dân tỉnh Sê Công, nước bạn Lào, chủ động xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh gắn với tiềm lực quốc phòng, an ninh vững chắc. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồn cửa khẩu quốc tế Nam Giang tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tập trung xây dựng lực lượng có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế, thường xuyên nắm chắc tình hình ở cả nội và ngoại biên, tập trung nắm đời sống vật chất tinh thần của nhân dân hai bên biên giới, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trước mọi tình huống. Thưa quý vị, mỗi quốc gia có những biểu tượng thể hiện chủ quyền và bản sắc của riêng mình, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quốc kỳ, quốc ca, quốc huy là những biểu tượng mang đậm dấu ấn lịch sử, chính trị, văn hóa, dân tộc. Những di sản quý hiếm này đang được bảo quản và phát huy giá trị tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ. Đây là bảo vật quốc gia, bộ sưu tập bản phác thảo mẫu quốc huy Việt Nam niên đại 1953-1955
của họa sĩ Bùi Trang Trước gồm 112 mẫu vẽ trên nền giấy đã được gia đình họa sĩ tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Từng mẫu phác thảo từ đen trắng đến màu khẳng định sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ và tâm huyết của người nghệ sĩ với tác phẩm đã được chọn là một biểu tượng của dân tộc. Chúng tôi cũng rất là trân trọng và cảm ơn gia đình của họa sĩ Bùi Trang Trước bởi vì đã gửi gắm cho cơ quan lưu trữ để cho các thế hệ sau có thể tìm hiểu về cái việc mà ra đời của Quốc Huy. Hiện công tác lưu trữ có nhiều đổi mới để quảng bá giá trị của khối tài liệu quý này thông qua các cuộc triển lãm, in sách, đồng thời công chúng có nhu cầu cũng có thể tham quan hiện vật gốc. Đây là một cái cơ hội rất là quý giá thì mình có thể tiếp cận và có thể hiểu được rằng là để mà ra được cái văn bản quốc ca hay là ra được cái hình ảnh Quốc Huy như bây giờ thì các nghệ sĩ, các bác ngày xưa đã chỉnh sửa rất là nhiều. Quốc kỳ, quốc ca, quốc huy là bộ ba biểu tượng chân thức thể hiện đầy đủ và xúc tích về đất nước và con người Việt Nam, về cội nguồn, về ý chí, về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam. Quá trình ra đời của các biểu tượng Việt Nam là những câu chuyện đặc biệt xuất phát từ thực tế hoàn cảnh lịch sử qua từng giai đoạn. Bằng việc làm cụ thể, những di sản tư liệu này đang được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 gìn giữ và phát huy giá trị đến mai sau. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, đoàn giám sát của tỉnh do đồng chí Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có đợt kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tái định cư cho người dân trên địa bàn huyện Nam Trà My. Trọng tâm của đợt kiểm tra giám sát lần này là việc rà soát đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 23 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định cơ chế chính sách hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư tại địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo của huyện Nam Trà My, thực hiện nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến nay địa phương đã tổ chức sắp xếp di dời tại chỗ được 117 trên kế hoạch 202 hộ di dời trong năm 2022. Trong đó, 100% số hộ di dời khẩn cấp do thiên tai, không có hộ nằm trong diện khó khăn về nhà ở vùng đặc biệt khó khăn hay sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được di dời, đúng theo tinh thần về thứ tự ưu tiên của Nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sáng nay, Chi hội khuyến học thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022, thôn Tân Mỹ có gần 115 em học sinh được chi hội khuyến học thôn tuyên dương khen thưởng. Theo đó, mỗi em được nhận phần thưởng trị giá từ 100 đến 300 ngàn đồng. Riêng em Trần Quang Trình là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, được chi hội khuyến học thôn tặng một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng và nhận liên tục trong thời gian 4 năm học đại học. Dịp này, chi hội khuyến học thôn cũng đã vận động quỹ từ thiện những trái tim đồng cảm ở thành phố Đà Nẵng, trao tặng 20 chiếc xe đạp với tổng trị giá 40 triệu đồng, trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường. Được biết, trong năm qua, chi hội khuyến học thôn Tân Mỹ đã vận động được trên 156 triệu đồng vào quỹ khuyến học để tuyên dương khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao tại địa phương. Thưa quý vị, tháng 3 năm 2022 vừa qua, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là xã an toàn khu của tỉnh Quảng Nam. Đây là sự ghi nhận những đóng góp hy sinh của chính quyền và người dân xã miền núi này đối với công cuộc bảo vệ đất nước, đồng thời tiếp tục có những cơ chế chính sách ưu đãi để thúc đẩy kinh tế xã hội. Xã an toàn khu phát triển hơn trong những năm đến. Những ngày tháng 8 lịch sử này, ông Nguyễn Đẫm cùng các cháu đoàn viên thanh niên đến thăm di tích đình làng An Long. Tuổi cao sức yếu nhưng khi nhắc lại những ngày tháng cùng đồng đội học tập ngay tại nơi này, rồi giác ngộ lý tưởng cách mạng, tham gia chính quyền và đóng góp công sức cho kháng chiến, ký ức một thời trai trẻ lại ùa về nguyên vẹn như mới hôm qua. Những người đồng chí đồng đội của ông Nẫm học dưới mái đình làng cũng đã hy sinh cho mảnh đất này, duy chỉ còn ông vẫn còn mạnh khỏe để chứng kiến đổi thay của quê hương sau 47 năm giải phóng. Kháng chiến nhân pháp là căn cứ ra là căn cứ của cách mạng. Trước kia là bệnh viện ở đây, từ là học dạy học ở đây là tự học thể thao lớp 3, lớp 4 là tại trường này thể thao động viên học cái võ để sau này là làm để giúp cho đất nước
để đất nước trở lại bình an, tham gia một phần nhỏ trong cái chương trình kháng chiến chống Pháp, rồi sau chống Pháp rồi là chống Mỹ. Hiện nay xã Quý Phong có nhiều di tích lịch sử, mỗi nơi đều ghi dấu nhiều mốc son đáng trân trọng như đình làng An Long, đình làng Gia Cát, di tích lịch sử cách mạng Nông Trường Dâu, Hố Trò, Giếng Ông Xanh. Những di tích lịch sử, đình làng là nơi trú chân an toàn của các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương sau mỗi chiến dịch, hình thành các trạm xá phục vụ kháng chiến và là nơi rèn luyện võ nghệ cho thanh niên địa phương sẵn sàng nổi dậy cướp chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Quý Phong đã anh dũng chiến đấu hy sinh, thực hiện công tác phòng gian bảo mật để bảo vệ đường dây, bảo vệ căn cứ đóng quân của cán bộ bộ đội, góp phần làm nên những chiến công hiển hách. Người dân Quế Phong thì có cái truyền thống cách mạng từ cái những cái năm sau 30, bởi cái đảng bộ Quế Phong thành lập cũng rất sớm, tức là sau những năm 30, sau khi đảng ta thành lập, cho nên người dân cũng sớm giác ngộ cách mạng và đã tham gia trong cái cuộc kháng chiến, trong hai cuộc kháng chiến hết sức là đóng góp một cách tích cực, cho nên là cái vùng này là một cái vùng là trong kháng chiến thì là một cái vùng là hậu cứ an toàn. Trong cái quá trình ấy, mà đình làng Gia Cát ấy, nó đã trở thành một cái nơi hoạt động cách mạng trước ấy, là cách mạng tháng 8 năm 1945 nhằm mục đích ấy, là để tụ tập một số thanh niên yêu nước tập luyện võ thuật để mà chuẩn bị cho cái xuống đường là khởi nghĩa năm 45. Đồng thời ấy, là đình làng là cái nơi trú ngụ của là dân quân du kích, khi mà địch ấy, mà đi đánh địch ở xa như vậy thì về đây là lưu trú, vừa để nghỉ ngơi đồng thời là vừa là luyện tập. Những cái vị mà tiền bối, cách mạng tiền bối ấy, đều bắt đầu từ hoạt động ở đây mà trưởng thành. Sau ngày đất nước thống nhất với truyền thống yêu nước, nhân dân xã Quý Phong nỗ lực tái thiết quê hương, vượt qua đói nghèo, phát triển kinh tế. Những năm qua, địa phương tập trung đầu tư xây dựng hơn 22 km đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, hồ đập được nâng cấp, xây dựng mới, đảm bảo phục vụ 660 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 160 ha đất sản xuất lúa. Tuy nhiên, với đặc thù xã miền núi, nên cuộc sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 13%. Có thể nói là Quế Phong là xã chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh, hậu quả chiến tranh để lại. Là kết cấu hạ tầng nông thôn á, là còn ở mức độ thấp, hệ thống giao thông nông thôn á, là còn chưa đồng bộ, các thiết chế văn hóa ở cơ sở là chưa được cái đầu tư quan tâm đúng mức. Đời sống nhân dân hiện nay còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo còn cao hơn so với bàn chung của huyện của Sơn. Chính vì vậy thì trong thời gian đấy tôi cũng kính đề nghị các cấp các ngành là sớm quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cho địa phương triển khai các chính sách liên quan đến xã an toàn khu, để rồi người dân được sớm hưởng có cái chính sách liên quan ưu ái của chính phủ được kịp thời hơn. Xã an toàn khu là tiền đề động lực để đảng bộ chính quyền Quế Phong tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, bảo tồn tôn tạo các di tích cách mạng để nhắc nhớ công lao cha ông cho thế hệ mai sau. Bên cạnh đó, nhà nước sẽ khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo điều kiện thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở vùng căn cứ cách mạng. Chúng tôi là tập trung chỉ đạo cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương một cách toàn diện, nhằm nâng cao cái đời sống vật chất, tinh thần cho người dân của vùng chiến khu cách mạng năm xưa có thể là bằng hoặc khó hơn ở những địa phương lân cận của huyện, và tập trung phát triển văn hóa, đảm bảo cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của xã. Chính quyền và người dân Quế Phong tự hào được chính phủ công nhận xã an toàn khu, ghi nhận công lao nuôi dưỡng đồng bào cán bộ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Người dân xã miền núi này cũng kỳ vọng nhiều chủ trương chính sách ưu đãi của nhà nước sẽ giúp vùng đất cách mạng đổi thay khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao toàn diện hơn trong những năm đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp.
Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.